Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình IT Today số 5 phát sóng hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Cà Mau phối hợp thực hiện. Thưa quý khán giả, từ cuối tháng 2 vừa qua, khi tới và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, chỉ cần thao tác đơn giản, người bệnh, người nhà người bệnh đã có thể thanh toán ngay viện phí mà không cần phải xếp hàng và mất thời gian chờ đợi. Chúng ta cùng tìm hiểu về những tiện ích của dịch vụ này trong ít phút tới đây. Trước tiên là một số thông tin đáng chú ý. Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số đã chính thức khởi động trên cả nước. Tháng Thanh niên 2023, tháng thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 có chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và chủ đề năm dữ liệu số của chính phủ. Tháng thanh niên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò tiên phong nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các ngân hàng đều tập trung cho chiến lược chuyển đổi số, dẫn tới nhu cầu cao về nguồn nhân lực phục vụ chiến lược này, đặc biệt là nhân sự được đào tạo về công nghệ. Vì thế, những năm qua, nhân sự chuyển đổi số vẫn luôn là vấn đề nóng khi lặp đi lặp lại câu chuyện cung không đủ cầu, chất lượng chưa đi kèm với số lượng. Tài khoản số đẹp, tài khoản trùng với số điện thoại, thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM. Đây là những sáng kiến do chính nhân viên của ngân hàng đề xuất và được ứng dụng thành công. Tìm được nhân sự trẻ sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đang là mục tiêu hướng tới của nhiều ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thậm chí không cần tới tốt nghiệp đại học, không cần có kinh nghiệm. Chúng tôi tìm kiếm nhân sự ngay từ những năm thứ hai đại học của các trường về kỹ thuật, về ngân hàng, về mặt tài chính. Đặc biệt là đối với cái nhân sự về công nghệ thông tin thì chúng tôi đang phải làm việc rất là nhiều với các trường cung cấp các cái nhân sự đó. Và ở MB có những cái bạn còn chưa tốt nghiệp đại học, không đi học đại học, nhưng đã được bổ nhiệm vào các vị trí, các dự án hết sức quan trọng. Chuyển đổi số công bố hồi tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động của Việt Nam ước đạt 1% trong tổng số 51 triệu lao động. Nguồn nhân lực số của Việt Nam đang thiếu cả về số lượng lẫn những kỹ năng cần thiết để hoàn toàn làm chủ các chương trình chuyển đổi số. Dự báo tới năm 2030, thị trường phải cần tới 1,5 triệu nhân lực công nghệ thông tin. Là lĩnh vực đi đầu về chuyển đổi số, các ngân hàng đang tính tới phương án vừa tìm kiếm nhân sự mới, vừa đẩy mạnh đào tạo nội bộ để đáp ứng quá trình phát triển. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn quốc đã có 12.268 cơ sở khám chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Tính đến ngày 20 tháng 2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 74 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc cũng đã có 12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 96% với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tính giảm trừ mức đóng gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đến nay, hệ thống đã xử lý gia hạn có giảm trừ mức đóng cho gần 600 thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý khán giả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đem tới cho người dân sự thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình khám và điều trị và thanh toán viện phí, ngày 21 tháng 2 vừa qua, VNPT phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau triển khai dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua VNPT Money. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau hàng ngày có hơn 1.000 lượt người dân đến khám và điều trị bệnh. Trước đây, quy trình khám bệnh, chữa bệnh và thu chi phí khám chữa bệnh khoảng 6 bước.
Nếu chỉ tính riêng thời gian chờ đợi xếp hàng để được nộp tiền chi phí xét nghiệm, tiền chi trả các hoạt động cận lâm sàng, trung bình khoảng 30 phút. Những hôm đông bệnh nhân, thời gian kéo dài hơn. Từ cuối tháng 2 vừa qua, khi đến khám và điều trị tại đây, chỉ cần thao tác đơn giản, người bệnh, người nhà của người bệnh đã có thể thanh toán ngay viện phí mà không cần phải xếp hàng, giảm thời gian chờ đợi. Với phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt qua VNPT Money, sau khi tải và đăng nhập ví VNPT Money liên kết với các ngân hàng trên điện thoại thông minh, số tiền cần thanh toán sẽ được gắn với thông tin giao dịch viện phí, tài khoản của bệnh viện sẽ tích hợp trong mã QR. Người dân chỉ cần quét mã QR hiển thị trên phiếu thu cần thanh toán. Tiếp đó kiểm tra xác nhận thông tin giao dịch và thực hiện giao dịch nhanh chóng mà không cần qua quầy thu ngân của bệnh viện. Cái chương trình này rất là hay để cho người dân tiện lợi mọi lúc mọi nơi. Nói chung là mình không cần phải ship hàng, không cần phải cầm tiền mặt, không cần phải lo lắng khi mà mình có thời gian gấp cái gì đó thì mình cũng có thể là tự thanh toán được. Thì tương đối một ngày nếu mà chúng ta thu từng ngày, thu tập trung thu thì khoảng 1.100-1.200 lượt thu phí thì là cái gây ùn tắc ở cái nơi thu phí. Và người bệnh chờ đợi xếp hàng rất là lâu, vấn đề mà mất mát hoặc là thất thoát cho bệnh viện thì qua cái triển khai cái thu phí không dùng tiền mặt á thì giúp cho ban giám đốc quản lý rất là tốt về vấn đề thu chi tài chính của bệnh viện, nhất là cái nguồn thu, và rút ngắn được cái thời gian chờ đợi cho người bệnh, tức là người bệnh sẽ được khám nhanh chóng hơn, thực hiện các cái quy trình xét nghiệm hay là cho toa thuốc rồi kia, nó sẽ rút ngắn lại được. Tại vì bệnh nhân giảm đi cái tối thiểu cái thời gian chờ. Rõ ràng việc dùng thẻ hoàn toàn thay tiền mặt sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, hiện nay thói quen dùng tiền mặt của bệnh nhân còn phổ biến, nhất là người dân vùng nông thôn không có thói quen sử dụng thẻ, không có tài khoản ngân hàng, người dân ít tiếp cận với các dịch vụ ở ngân hàng. Chúng tôi bố trí ở tại các điểm thu hoặc là ở cái khoa khám bệnh sẽ có cái đội ngũ của VNPT và các cái điều dưỡng của bệnh viện sẽ giúp cho người bệnh cài đặt cái ví VNPT Money. Đồng thời ở các khoa thì nhân viên của khoa, các điều dưỡng sẽ hướng dẫn cho người nuôi bệnh hoặc là người bệnh nằm ở tại các khoa phòng sẽ cài đặt cái ví VNPT Money ở tại khoa phòng. Thì cái người thân, người nhà của bệnh nhân hoặc là bệnh nhân chỉ cầm cái giấy báo là có cái đóng tiền viện phí thì chỉ nằm ở tại khoa phòng, không cần đi xuống tại khu viện phí, vẫn đóng tiền viện phí được cho bệnh viện. Thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch số 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tính đến đầu năm 2023, đã có 5 đơn vị tổ chức thực hiện chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, gồm Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Mắt Da Liễu, Bệnh viện Hoàng Mỹ Minh Hải, Bệnh viện Medic Cà Mau, Bệnh viện Công an tỉnh, bằng các hình thức thanh toán qua ứng dụng Money của VNPT, máy POS và web QR code. Việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bệnh viện trong việc thu viện phí, quản lý hồ sơ bệnh án qua thẻ y tế thông minh, qua đó góp phần vào sự phát triển hiện đại hóa hệ thống thanh toán và nâng cao chất lượng dịch vụ của các bệnh viện trong thời gian tới. Chương trình IT Today của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.